cây này cây vĩ đại nha, búp ra các vị đó, đang lên búp búp nè, to lắm, nằm chỗ này nó bị mất kìa. Yeah. Ba cây nè, bốn cây, để trồng ba cây mà nó chỉ ăn cây xấu xấu vô đây mà cũng đen, to lắm, đó. Bốn cây, năm cây, sáu cây xà lách thôi, có sáu cây xà lách thôi. Trên này ba cây nữa. Năm nay không có cái gì hết. Ngoài kia mấy cây, ở trong ngoài kia đó. Ngoài kia nó còn có mấy cây, ba bốn cây, ba cây ngoài kia, to lắm. Đây, cải, non bước luôn ha. Nè, cắt tỉa ăn nó sống xong để nó lớn rồi cái cấy á, mai bắt đầu đi bán về được cấy nó quế nè, kia hoa cúc đủ thứ. Năm nay không trồng cà chua mà nó cà chua tự mọc. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thu hoạch bớt, tỉa bớt cái này đây, dày quá, xấu. Mình chăm sóc nó hư hết rồi đây quý vị. Cái khoảng vườn của mình nó rộng bằng một cái giường này thôi, một mét này. Cái giường này, cái khoảng vườn của mình nó rộng là cái giường này là 1m8, thì cái mình bề dài của mình là được, nó dư khúc này thì tầm là 2m, 2m rưỡi, chưa tới 2m rưỡi, cho 2m2 đó. 2m2 cho hết ra trong góc này nữa thì 2m rưỡi là được, 2m rưỡi. Đây là cái giường sắt đó, mình cột ở trong cái lan can này, và mà trên này mà mình trồng tỉa. Khoảng vườn của mình thì tầm 2m rưỡi, từ đầu trừ đít thì còn 2m2 thôi đó. Và bề dài đó, và bề ngang của nó thì tầm cái giường này là 1m2 nha quý vị. Đó, mét 2 thôi, đó, khúc thôi, tí đó, thì mét 2 mình trồng 1m2, dài 2m và mét 2 thì mình đã có mấy tầng rau để mình ăn rồi. Nhưng năm nay mình không làm gì hết đó, mình trồng như này thôi, mình ăn rau này mình nó non mơn mởn. Salad đây người ta trồng, người ta trồng người ta bán thì không biết sao nó dài trui dài trục à. Nhưng mà mình trồng mình ăn không phân không thuốc gì, nó mướt chưa quý vị, không có một cọng sâu. Năm này, năm ngoái là sâu với rầy quá trời luôn, mà năm này không có. Hay như Covid nó độc hại quá rồi, nó giết chết hết sâu rầy hay sao đó. Đấy, có bông này đó quý vị, lật mình ăn này, lật từ dưới ngọn lên ăn. Sau này mình để mình ăn là nó non quá, ngon lắm, nó mềm lắm. Để mình làm cho sống mình ăn, mình không có bán, tại vì chừng này mình bán cũng không được một. Nếu mình hái hết cái này trong ở ngoài kia nhổ luôn cây á cũng không được một buổi chợ của mình nữa, cho nên mình chỉ mua thôi, mua lần cà cát 12 cây to tướng một lần. Đó, này mình để dành mình ăn, vợ chồng mình ăn không hết, con mình hôm qua thì mình hái về ăn hôm qua. Đây này, búp này, đó, quý vị thấy chưa, có mấy anh rầy nè, đó có mấy anh rầy nè, năm ngoái nhiều lắm mà năm ít đây quý vị. Búp nè, sợ búp đó, này lứa trồng sau. Ồ, này quế, đào quế nè, à, dưới kia của dền mà có cái cây trồng đủ thứ đó. Mình trồng ngoài lan can đó,
Năm nay mình không trồng cái này. Cà chua. Đây cà chua tự mọc năm ngoái tồn kho đó. Tự mọc. Không trồng gì hết, nó không trồng gì hết cũng buồn. Cải mình đã khử khử khuẩn sạch cải, không còn cải nào hết. À, mình khử liền trong 3 buổi, 3 bữa cơm là hết. Cải ngòi sạch trụi hết rồi quý vị. À, bây giờ mùa hè của em là không có gì hết. Đây là hoa mười dừa. Đó, hoa mười dừa nó lên hoa rồi nè. Nhiều màu lắm, màu vàng nè, màu trắng nè, màu hồng, hồng nè, màu đỏ nè, nhiều màu lắm. Sơ sài rồi, đã đây màu trắng này. Cũng có mấy cây ngoài kia. Xa quá mình chưa lấy cô, cái này nó bị hư hết. Xà lách ấy ngoài này không tưới được, ở ngoài này mấy ngày này mình bệnh mình nhát tưới quá. Mấy cây lan đem ra ngoài trời nó chết hết rồi, nhưng mình dưỡng hoa mình không để trong nhà được, mình để trong nhà mình dưỡng nát bấy cái mặt từ tết cũng chừ, nên bắt buộc mình phải định đem vứt mà tiếc thì treo đó cho nó chết cũng được, mình không hợp với cái loại hoa lan đó, mình thích lắm nhưng mà chịu dưỡng gần chết 2 lần luôn quý vị. Biết sao có ai bị nghịch đời giống như mình hết. Cái này thằng đây mà. Chết ra uổng nha. À, thì khoảng của mình chừng này không có gì hết, còn đây là vợ chồng mình ở dưới xe, xe giả chiến của hai vợ chồng mình đó, đó. Anh xã mình đó. Đó. Ca xã của mình đang làm dầu nữa. Đó. À, mình bên xã mình treo qua treo về sáng cả ngày như đó. Rồi, à, đây xem này.